sừng sầu chương trình nghệ thuật thường niên đã trở thành thương hiệu đẳng cấp nhất trong các hoạt động thời trang tại Việt Nam. Đẹp Fashion Show 9 chỉ có một đêm duy nhất vào ngày 31 tháng 10 tại The Garden Mall Mỹ Đình, Hà Nội. Bên cạnh hoạt động chính còn có tuần lễ triển lãm thời trang và nghệ thuật sắp đạt ấn tượng. Đồng hành cùng Đẹp Fashion Show 9 có các thương hiệu nổi tiếng: Kim Cương Unique, Trung tâm Thương mại Garden Mỹ Đình, sản phẩm chăm sóc tóc TZ, hãng hàng không Air Mekong, California Fitness and Yoga, nhãn hiệu trang điểm Shiseido, xe hơi Audi và các nhà bảo trợ thông tin, tạp chí thể thao văn hóa và đàn ông, tạp chí doanh nhân, Staff Việt Nam, VietnamPlus.vn, Fansipan TV tự hào là kênh truyền hình chính thức đồng hành với Đẹp Fashion Show 9 với series mang tên Giấc mơ sáng tạo, được phát sóng trên Fansipan TV vào 22 giờ thứ ba và thứ sáu hàng tuần.